Khi bị sẹo thì dùng thuốc bôi hoặc là gel trị sẹo nào là tốt nhất? Na nghĩ rằng đây là cái câu hỏi mà bác sĩ da liễu như Na nhận được nhiều nhất luôn. Trong cuộc sống hàng ngày thì chúng ta có vô vàn các cái tình huống mà có thể để lại sẹo xấu đúng không nào? Có thể sẹo bỏng này, sẹo chấn thương này, sẹo phẫu thuật này. Đặc biệt là ví dụ như là khi mà chúng ta mang thai sanh đẻ thì ngoại trừ những cái vết sẹo mổ, đôi khi còn có những cái tình trạng chẳng hạn như sự rạn da cũng như là một cái vết sẹo mà chúng ta cần phải cải thiện. Và các cái bạn ở độ tuổi dậy thì nếu như mà các bạn tăng chiều cao quá nhanh hoặc là tăng cân nặng mất kiểm soát thì đôi khi cũng xuất hiện những cái vết rạn da này. Và khi mà các bạn gặp những cái vấn đề với sẹo như vậy thì cái mong muốn đầu tiên của chúng ta luôn luôn là tìm kiếm một cái loại cream hoặc là loại gel bôi nào đó nó đơn giản, dễ dàng, hiệu quả và có thể phát huy được một cái công dụng tối ưu. Thì bản thân bác sĩ Na từ trước đến nay cũng đã trải nghiệm qua rất là nhiều các cái loại gel hoặc là những cái cream trị sẹo khác nhau cho chính bản thân mình hoặc là cho khách hàng bệnh nhân của mình. Một cái sản phẩm của Obagi gần đây rất là thuyết phục Na đó chính là Defining Gel, gel bôi trị sẹo mà sở hữu những cái thành phần rất là tân tiến từ cái công nghệ đó là công nghệ peptide. Từ trước đến nay thì chúng ta đều biết peptide đóng rất là nhiều cái vai trò đối với cái làn da của chúng ta, và đặc biệt đối với vết sẹo thì peptide nó kích thích cái tiến trình lành thương và nó tác động lên trên 4 cái giai đoạn của tiến trình lành thương để mà củng cố và phục hồi một cái vết sẹo hiệu quả. Chẳng hạn như trong Defining Gel thì có những cái phức hợp như là AR1234 có thể làm dịu những cái vùng da đang bị tổn thương, kháng viêm, giảm đỏ, do đó thích hợp với những cái vết sẹo mới hình thành. Không những vậy thì nó còn là cái phức hợp những cái palmitoyl peptide hoặc là các cái polypeptide đóng vai trò giống như là những cái growth factor, nghĩa là những cái yếu tố tăng trưởng đó các bạn. Nó tác động trên da của chúng ta, kích thích sự tăng sinh của collagen, elastin cũng như là các cái cấu trúc nền ngoại bào và kích thích hoạt động của nguyên bào sợi, từ đó tác động lên trên cái pha tái tạo của vết sẹo một cách rất là hiệu quả. Bên cạnh một cái phức hợp peptide rất là hoàn hảo thì Refining Gel còn kết hợp những cái thành phần mà chống oxy hóa rất là hữu hiệu, chẳng hạn như coenzyme Q10, bisabolol hoặc là vitamin E. Đây là những cái phức hợp để mà thúc đẩy cái tiến trình lành thương cũng như là bảo vệ cái mô vết thương trước những cái tổn thương từ bên ngoài, và từ đó sẽ giúp cho cái tiến trình lành thương của chúng ta được tối ưu. Một trong những cái đặc điểm rất là quan trọng của peptide đó là nó khó thấm vào trong da. Chính vì vậy cho nên để mà tăng cường cái độ thấm cũng như là tăng cường cái hiệu quả của sản phẩm thì Refining Gel còn kết hợp một cái công nghệ gọi là công nghệ bọc hay còn gọi là encapsulated để mà đưa những cái phức hợp và hoạt chất vào sâu được hơn ở trong da. Và cái kết cấu của nó là silicone bay để mà ngăn cái sự mất nước qua biểu bì, đồng thời tạo ra một cái lớp màng cấp ẩm và giảm thiểu cái sự kích ứng của mô sẹo. Chính vì vậy cho nên Refining Gel này có thể dùng cho tất cả những cái giai đoạn khác nhau của vết sẹo và tác động trên nhiều cái loại sẹo khác nhau, từ sẹo chấn thương, sẹo phẫu thuật, những cái sẹo bỏng, sẹo do tai nạn, những cái vết rạn da sau sanh cho đến những cái sẹo trong cái tiến trình mà điều trị công nghệ cao, chẳng hạn như laser fractional hoặc là lăng kim v.v. Bản thân Na ngoại trừ sử dụng cái sản phẩm này cho những cái khách hàng điều trị sẹo tại clinic thì trong giai đoạn vừa rồi khi mà sanh em bé, Na cũng sử dụng trên cái vết sẹo mới, chính là cái vết sẹo mổ của mình. Thì hiện tại là sau gần 3 tháng thì cái vết sẹo nó liền thương rất là đẹp, hoàn toàn không có bị lồi lên. Cái vết sẹo thì nó không còn đỏ và nó trở về cái màu sắc rất là đồng đều so với những vùng da xung quanh. Na tin rằng với một cái kết cấu gọi là silicone bay này, một cái công nghệ rất là tối ưu để mà tăng cái độ thẩm thấu, đó là công nghệ vi bọc kép và cái bản thành phần vàng gồm những cái hoạt chất tripeptide rất là hiện đại và những cái phức hợp antioxidant hay là phức hợp chống oxy hóa khác, thì Scar Defining Gel của Obagi là một cái sản phẩm mà rất là hữu hiệu cho nhiều cái loại sẹo khác nhau mà các bạn có thể lựa chọn để sử dụng.